Sau đó thì sẽ cho hành lá vào. Hi, chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Phó Cát Thảo của mình. Thì bữa tối ngày hôm nay mình sẽ làm món nấm kim nấu với cả thịt lợn. Thì nguyên liệu mình chuẩn bị ở đây, ở chỗ này có khoảng 150g thịt nạc. Mình đã thái mỏng và thái nhỏ ra rồi, các bạn cũng có thể sử dụng thịt xay nhé. Tiếp theo đó chính là mình sử dụng nửa quả ớt chuông này, nửa củ hành tây, một quả cà chua, 150g nấm kim tương ứng với cả một cái túi nấm kim nhỏ đấy, và hành lá. Bây giờ thì mình sẽ chế biến tất cả các nguyên liệu này, sau đó thì sẽ làm món nấm kim chi nấu với cả thịt nhé. Mình sẽ cho một chút dầu vào chảo này. Sau khi chảo đã nóng thì chúng ta sẽ cho thịt vào nhé. Sau khi thịt đã săn lại một chút rồi thì chúng ta sẽ cho cà chua vào. Chúng ta sẽ cho vào đây một chút bột nêm. Chúng ta sẽ đảo khoảng tầm 1 phút đến 2 phút thì sẽ cho tiếp những nguyên liệu khác vào. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cho nấm kim chi vào. Nấm kim chi này thì chúng ta sẽ cắt làm đôi nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ cho ớt chuông với cả hành tây vào này. Chúng ta sẽ cho thêm vào đây một chút nước mắm. Chúng ta sẽ đảo khoảng 2 phút và sẽ cho thêm hành lá vào. Chúng ta sẽ cho vào đây một chút hạt tiêu này. Sau đó thì sẽ cho hành lá vào. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món nấm kim chi nấu với thịt kết hợp với các gia vị khác như là ớt chuông này, cà chua, hành tây và cho thêm hành nữa. Vị ăn rất là ngon, cực kỳ ngon và lạ miệng luôn. Các bạn hãy làm thử để xem có thành công không nhé. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video. Hẹn gặp lại.